Mới đây, clip ghi lại vụ việc Đàm Vĩnh Hưng gặp tai nạn khi biểu diễn tại biệt thự của vợ chồng nữ ca sĩ nổi tiếng và tỷ phú Mỹ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong clip, Mr Đàm đứng bên cạnh đài phun nước, say sưa biểu diễn các ca khúc say tình không phải em. Để hưởng ứng cho tiết mục này, một số người đứng xung quanh, trong đó có ca sĩ Hồng Ngọc cũng hát và nhảy theo. Sau đó, Đàm Vĩnh Hưng dùng tay rung lắc chiếc mâm bồn nước vài lần để kiểm tra độ chắc chắn trước khi leo lên. Tuy nhiên, khi nam ca sĩ vừa ngẫu hứng ngồi lên thì chiếc mâm đổ khiến anh ngã xuống. Những người có mặt ở đó đã nhanh chóng đỡ nam ca sĩ dậy và chân anh xảy ra vấn đề. Vụ việc này từng được Đàm Vĩnh Hưng nhắc đến vào hồi đầu tháng 2 năm nay. Khi đó, nam ca sĩ đăng tải hình ảnh băng bó ở chân và chia sẻ rằng anh gặp tai nạn ở Mỹ do biểu diễn quá hăng say. Hưng có đi biểu diễn bên Mỹ và như thường lệ vẫn trình diễn hăng say. Hết mình với các khán giả yêu quý, được mọi người cổ vũ nên sung lại càng sung hơn. Định leo lên chỗ cao cao để các khán giả ở xa cũng có thể nhìn thấy được Hưng. Không ngờ là khu vực không an toàn lắm. ngã ảnh xuống, vết thương khá sâu và phải vào bệnh viện khâu rất nhiều mũi và ảnh hưởng nặng nề đến việc đi lại của Hưng. Mr. Dam cho biết, theo Đàm Vĩnh Hưng, anh được các bác sĩ chẩn đoán phải mất một tháng mới có thể hồi phục và đi lại bình thường. Vụ tai nạn bất ngờ khiến các kế hoạch của nam ca sĩ như họp hành, tập nhảy, thu âm khi trở về Việt Nam đều phải hoãn lại. Trong đó, hai live show ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội buộc phải rời thời gian. Đàm Vĩnh Hưng đã nộp đơn kiện lên tòa thượng thẩm bang California, Mỹ, tại quận Orange, kiện ông Richard Richard Williams, chồng ca sĩ Bích Tuyền. Trong đơn kiện, Nam ca sĩ cho rằng ông Rigat đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện việc kiểm tra, bảo trì các hạng mục xây dựng theo quy định, dẫn đến sự cố tai nạn, hậu quả khiến anh bị thương nặng và phải cắt bỏ một số ngón chân. Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng thông báo anh bị tai nạn trong chuyến lưu diễn Mỹ. Nam ca sĩ kể khi biểu diễn một tiết mục, anh bước lên vị trí cao để tương tác cùng khán giả. Tuy nhiên, khu vực này không an toàn, vật liệu bị đổ sập đè lên chân anh. Vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về câu chuyện gây tranh cãi của Đàm Vĩnh Hưng khi nam ca sĩ vẫn đi diễn ở nước ngoài dù đang trong thời gian bị cấm diễn. Về việc này, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Tạ Quang Đông cho biết, trong diễn biến của các hoạt động văn hóa nghệ thuật hiện nay, có nhiều tình huống và diễn biến mới phức tạp mà từ trước đến nay chưa có tiền lệ. Trường hợp vi phạm của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là một ví dụ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm việc với các bên có liên quan, một mặt giải quyết các vấn đề trước mắt Mặt khác về lâu dài sẽ bổ sung sửa đổi các quy định pháp luật cho phù hợp với thực tế tình hình mới. Phía Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng kêu gọi văn nghệ sĩ cần tuân thủ quy định pháp luật. Ông Tạ Quang Đông nhấn mạnh, hiện bộ và đơn vị liên quan như Ban tuyên giáo Trung ương đã phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý các vụ việc vi phạm, đồng thời gấp rút hoàn thiện các văn bản pháp luật phù hợp với tình hình thực tế. Trao đổi với báo chí, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chưa có chế tài với trường hợp Đàm Vĩnh Hưng được tổ chức cá nhân ở nước ngoài mời hát, không trên lãnh thổ Việt Nam. Việc Mr. Đàm vẫn nhận sâu ở Mỹ dù chưa hết thời gian bị cấm diễn khiến dư luận xôn xao. Về phần dư luận, nhiều người bày tỏ sự không hài lòng chuyện Đàm Vĩnh Hưng bị đình chỉ hoạt động nghệ thuật trong nước, lại sang nước ngoài để diễn. Một số khán giả góp ý, nào ca sĩ nên chấp hành xong quyết định đình chỉ. Trước đó, ca sĩ Dương Triệu Vũ gây chú ý khi thông báo trên trang cá nhân việc sẽ cùng Đàm Vĩnh Hưng góp giọng trong một đêm nhạc diễn ra ngày 27 tháng 11 tại Mỹ. Nam ca sĩ cho biết, cả hai sẽ chuẩn bị những tiết mục thật hay, chưa bao giờ biểu diễn tại Mỹ để gửi tới khán giả. Ngoài ra, anh cũng chia sẻ những hình ảnh poster của đêm nhạc với phần hình ảnh của Đàm Vĩnh Hưng được xuất hiện giữa trung tâm. Thông tin về việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ đi hát khi đang bị đình chỉ biểu diễn nhanh chóng nhận được nhiều tranh cãi của khán giả. Nhiều người thắc mắc việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đi hát ở Mỹ có vi phạm quyết định đình chỉ hoạt động biểu diễn trong 9 tháng hay không. Ngày 10 tháng 7 năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định xử phạt hành chính ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sau vụ cái huy hiệu lạ trong live show ngày em thắp sao chờ tối ngày mùng 4 tháng 5 năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, Đàm Vĩnh Hưng bị cấm diễn 9 tháng, nộp phạt hành chính 27,5 triệu đồng vì vi phạm hành chính biểu diễn nghệ thuật sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu đạt hành vi trái với thuần phong mỹ tục. Hình thức xử phạt được áp dụng kể từ ngày nhận quyết định. Ngày 26 tháng 11, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 được tiếp tục với phần tranh tụng với bị cáo Trương Mỹ Lan. Cụ thể, bị cáo Trương Mỹ Lan muốn nhấn mạnh với hội đồng xét xử và đại diện vị kiểm sát về số liệu quy buộc trách nhiệm đối với bản thân với tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bị cáo Trương Mỹ Lan không đồng tình việc SCB không cung cấp số liệu về các khoản dư nợ trước khi hợp nhất. Theo bị cáo Lan, trong suốt quá trình xét hỏi và tranh luận tại tòa, bản thân bị cáo và đại diện vị kiểm sát đã yêu cầu SCB cung cấp số liệu, thông tin để làm rõ các số liệu liên quan khoản nợ cũ trước thời điểm hợp nhất dư nợ gốc và lãi đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2017, dư nợ gốc và lãi từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến mùng 7 tháng 10 năm 2022 là thời điểm khởi tố vụ án. Trong đó, Viện Kiểm sát cấp phúc thẩm yêu cầu SCB bóc tách trong tổng số dư nợ từng giai đoạn nêu trên, có bao nhiêu là vay để đảo nợ, bà Trương Mỹ Lan rút ra bao nhiêu tiền. Cũng theo bị cáo Lan, gốc rễ của vấn đề ngay từ đầu xuất phát từ việc SCB cung cấp số liệu mập mờ, nhập nhằng, không rõ ràng cho cơ quan điều tra dẫn đến số liệu quy buộc trách nhiệm hiện nay còn đang mập mờ. Nhưng đến phiên tòa hôm nay, khi được yêu cầu làm rõ thì SCB lại không cung cấp. Việc SCB không cung cấp là có ý gì? Số liệu mập mờ không rõ ràng đã ảnh hưởng đến biết bao nhiêu sinh mạng, bị cáo Lan nói. Do các số liệu trên không được SCB cung cấp, nên luật sư của bị cáo Lan và bản thân bị cáo đã đưa ra những số liệu dựa trên kế hoạch tái cơ cấu SCB sau hợp nhất giai đoạn năm 2013-2014 kế hoạch tái cơ cấu SCB 2015-2019 và giai đoạn tiếp theo, cho phép SCB được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với những khoản vay thuộc phương án cơ cấu đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt trong giai đoạn 2012-2014 và căn cứ dựa trên kết luận thanh tra để chứng minh tổng số dư nợ gốc và lãi cho đến thời điểm khởi tố vụ án thực chất là các khoản dư nợ đã được tái cơ cấu trong vòng xoáy lãi nhập vốn liên tục dưới ngân hàng gọi là nhồi lãi. Liên quan đến vấn đề này, trong phần đối đáp hôm 25 tháng 11, đại diện viện kiểm sát lưu ý, SCB cho rằng mình là bị hại và các thiệt hại đã được cơ quan tố tụng chứng minh thể hiện trong quá trình điều tra, bản án sơ thẩm, SCB không cần cung cấp thêm tài liệu chứng minh là hiểu chưa đúng và tự từ bỏ quyền lợi chính đáng của mình. Qua số liệu thể hiện từ cáo trạng, từ năm 2012 đến 2017, bà Lan đã chỉ đạo lập hồ sơ không cho 304 khách hàng vay 368 khoản đến năm 2022 các khoản vay này còn dư nợ hơn 132.000 tỷ đồng cả gốc và lãi. Sau khi cấn trừ vào số tài khoản, đảm bảo các khoản vay này gây thiệt hại 64.600 tỷ đồng. Hành vi trong giai đoạn này của bà Lan là phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng. Trong suốt 10 năm thâu tóm SCB, bà Lan đã chỉ đạo đồng phạm giải ngân cho nhóm công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 2.500 khoản vay. Đến tháng 10 năm 2022, nhóm bà Lan và Vạn Thịnh Phát còn gần 1.300 khoản vay dư nợ, 677.000 tỷ đồng. Trong đó có 483.000 tỷ đồng nợ gốc. Theo vị kiểm sát, trong số các khoản vay này thì các khoản vay của bà Lan chiếm đến 84%, đều thuộc nợ xấu nhóm 5. Ngày 26 tháng 11, phiên tòa xét xử các bị cáo xảy ra tại công ty xuyên Việt Oil và các đơn vị liên quan tiếp tục phần bào chữa của các luật sư. Theo cáo trạng, vụ việc bắt đầu vào tháng 6 năm 2021 khi bà Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc công ty Xuyên Việt Oi, cử nhân viên mang 5.000 đô đến gặp ông Hoàng Anh Tuấn để nhờ hỗ trợ cấp lại giấy phép kinh doanh xăng dầu. Ngày 19 tháng 11 năm 2021, trên cơ sở đề xuất của ông Tuấn, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành giấy phép kinh doanh xăng dầu cho Xuyên Việt Oi có giá trị đến năm 2026. Tuy có nhân thân xấu, nhưng cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương vẫn được đề nghị xin miễn hình phạt. Đáng chú ý, trong lý lịch tư pháp, ông Hải từng bị phạt 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm về tội đầu cơ. Theo đó, năm 1988, bị can Đỗ Thắng Hải bị Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù cho hưởng treo, thời gian thử thách 4 năm về tội đầu cơ, theo Điều 165 Bộ Luật Hình sự năm 1985, hiện đã được xóa án tích. Tại vụ xuyên Việt Oi, ông bị cáo buộc nhận 50.000 đô từ bà Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty xuyên Việt Oi, Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án từ 3 đến 4 năm tù đối với ông Hải về tội nhận hối lộ. Bào chữa cho ông Hải, luật sư cho rằng mức án mà Viện Kiểm sát đề nghị là quá nghiêm khắc. Theo luật sư, bị cáo không có động cơ vụ lợi khi nhận số tiền này, cũng không chủ động đòi hỏi hay ép buộc bà Hạnh đưa hối lộ để cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu cho công ty Xuyên Việt OI. Luật sư nhấn mạnh, sau khi công ty xuyên Việt Oi được cấp giấy phép, bà Hạnh đã nhiều lần đề nghị gặp ông Hải nhưng bị ông từ chối. Số tiền 50.000 đô được phía bảo chữa giải thích là quà cảm ơn, quà Tết từ phía bà Hạnh gửi đến ông Hải, không phải tiền hối lộ nhằm đạt mục đích cá nhân. Bên cạnh đó, luật sư đã nêu lên nhiều tinh tiết giảm nhẹ cho cựu thứ trưởng, tự giác khắc phục hậu quả. Ông Hải đã nộp lại toàn bộ số tiền liên quan đến vụ án, đạt nhiều thành tích xuất sắc và có những đóng góp quan trọng cho xã hội, hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Luật sư cũng trình bày là ông Đỗ Thắng Hải cao tuổi và mắc nhiều bệnh nặng. Ngoài ra, nhiều cá nhân và tổ chức đã gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Đỗ Thắng Hải. Từ những cơ sở trên, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho ông Hải được hưởng chính sách khoan hồng đặc biệt miễn hình phạt. Trong trường hợp không thể miễn, luật sư mong tòa áp dụng mức án thấp nhất để ông Hải sớm trở về chăm sóc gia đình tự bào chữa ông hải cũng đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc những đóng góp của mình trong quá trình công tác và xét tới hoàn cảnh gia đình để đưa ra phán quyết hợp lý